Có dính cá nữa nè. Ôi trời ơi, đã phê chưa? Quá đã. Ô cá bự. Đây. 5 con. 5 con bự bự không ạ? Mến chào cả nhà quay lại với kênh Trai Làng Miền Tây nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi ra ngoài cái mé mắm này nha, để câu cá thò lòi nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị kỹ hơn mấy hôm trước. Lưỡi câu mình tóm sẵn hết rồi đấy à. Đó, đây là cái lưỡi câu mình câu thò lòi. Mồi á thì mình có đem theo cái dao nè, với tôm mình sắc sẵn hết rồi. Để ra ngoài kia mình chỉ thấy hang thò lòi là mình chặt cái cây mình cầm thôi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ra ngoài kia nữa nha. Và hy vọng là hôm nay sẽ gặp được nhiều hang cá và bắt được nhiều cá nha. Nếu mà dính được nhiều thì chiều hôm nay mình sẽ làm món cá thò lòi nướng muối ớt nữa nha. Rồi bây giờ mình tới bãi lầy nha mọi người. Mình sẽ đi xuống bãi lầy này để tìm hang thò lòi. Ê, bãi lầy quen thuộc. Hôm nay nó cũng không có lúng không. Hy vọng thì tìm được vài. Ủa sao bữa nay ba cái mắm nó bị quéo lá chân vậy ta. Ui trời ơi sâu. Ghê à nha. Đi cẩn thận một xíu. Dạ, trước mặt sẽ có một hang kìa. Cá đâu. Nước trong quá. Hàng cũng nhỏ, không bự. Giờ đi tiếp tục vào sâu hơn trong. Đây có hang nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt máy xuống rồi cắm câu cái hang này ha. Đằng kia thấy có một hai hang gì nữa kìa. Quá trời sâu rồi mọi người. Đi quá. Cái nào có sâu trên khu vực đại chỗ mấy góc này. Không dám đụng vô cái cây luôn. Mình sẽ lấy cái dao chặt làm dấu thôi. Chỗ này mình phát hiện đây một hang nè mọi người. Bên kia một hang nữa ha. Thì đây chùm được hai hang. Coi còn hang nào nữa. Đây là hang nữa nè, là được 3 hang. Bây giờ mình sẽ đặt máy quay rồi mình sẽ đi qua đây mình cắm được 3 cần nữa nha. Bốn lưỡi nha. Mấy con sâu nè cả nhà. Đâu rồi? Quá trời sâu luôn nè. Đeo đen cây hết trơn luôn. Nó ăn rụi mấy nguyên cái khu này luôn mọi người. Thấy ghê quá. Mình cũng thuộc dạng sự sâu. Nhưng mà vô đây giờ sao giờ? Chịu thôi. Cái hang thứ 5 nha mọi người. Thì bây giờ mình chỗ này quá trời cây sâu rồi mình không có đặt máy được nha. Nhoi hết trơn luôn. Thì mình sẽ cắm nó luôn.
xíu nữa về thăm Tuấn sau. Hang cá thứ bảy, mệt quá mọi người, mệt thì ít mà sợ cái đám này thì nhiều nè. Sao lấy nét không được ta? Ui trời ơi, nó nhóc hết trơn luôn, đen cày hết trơn luôn. Cắm được 7 cần rồi. 7 cần thì đi nó cũng không có mệt hung, nhưng mà quá trời sâu luôn mọi người. Con sâu gì nó đen đen, nó đeo cây mắm nè. Ôi ơi, đen hết trơn luôn, đi ghê quá, ngứa nè. Chắc là mình kiếm cái đường nào trống trống mình mò ra quá. Bây giờ là ghê quá rồi, không có đi vô kia được. Vô kia lúc trước thì càng đi được, mà giờ sao dám càng vô sâu không. Kiếm cách nào ra ngoài mé bên kia mới được. Hàng thứ 8 kìa, mình sẽ cắm luôn cái hàng này. Hàng này cá bự nè mọi người. Nó cạp đất cục bự bự không à. Mệt thì nó không mệt được, quá chị sâu nhìn ghê quá. Một cây gì đâu, chừng mấy ngàn con sâu nó đeo. Tiếp tục đi thôi. Cái bãi trước mặt này mọi người cực kỳ rộng luôn, nó thoáng nữa, nó không có nhiều cây cho nên là đi không có sợ sâu. Hy vọng là ngoài này sẽ có nhiều hàng làm ổ. Sao chưa thấy hàng nào hết ta. Cò nó bay kìa. Hàng thứ 9 nè mọi người, mình móc mồi gọi luôn, miếng mồi nè. Cái hàng đó này ha. Thì cái cá thổ lồi á, thì nó cạp đất nó đào sâu xuống bùn khoảng 1-2 mét tới dưới á, nó nằm tuốt dưới á. Ở trên thì mấy cái cục đất nó ngậm trong miệng, nó bỏ ra tròn khả xung quanh một cái miệng tròn như thế này ha. Cái hang số 12 nha mọi người. Quá mệt. Mình thấy cá hồi nãy nó trời trời ra luôn. Bây giờ mình sẽ cắm nó. Thì nãy giờ nước nó đang rút dần á, thì cá nó đang sửa hang nè. Mình sẽ buộc cái dây này vô cái rễ cây mắm nè. Rễ cây mắm được cái nó dai lắm. Buộc vô, chắc vô. Đó. Miếng mồi mình để trên miệng hang ha. Ngay cửa lên xuống luôn nè. Đó, để gì đi. Nó nghe tanh tanh là nó dứt mồi đi. Sửa cho con gọt dây lại. Đó. Rồi. Bây giờ ngồi nghỉ trưa một chút mọi người. Lợn bây giờ đâu mấy cây số, cắm được có 13 hang à. Không thấy nhiều. Chắc mấy nay bị bắt nhiều quá. Thì mình ngồi đây tầm khoảng nửa tiếng 45 phút gì đó rồi mình đi thăm. Hy vọng là có cá nhiều. Mục tiêu đặt ra là 5 con. Không biết giờ có đủ 5 con không đây. Chờ lâu lâu một chút. Quá trời mệt. Bây giờ mình bò lên cái bờ kè nè mọi người. Coi nè. Cái sập sình mình. Tới đây luôn. Ngang hông luôn. Mình gắng bò lên. Trời ơi trời. Như buông đôi giày luôn rồi. Xa xa mấy cái chòi đó là nuôi sò nha mọi người. Mấy cái chòi canh sò á. Mấy cái này nè. Người ta nuôi sò, ta bao lên ta nuôi sò. Có mệt nè. Trời ơi. Bây giờ cũng tầm khoảng hơn 40 phút nha mọi người. Thì nước nó rút bớt rồi. Hồi nãy cái cây này nó ngập luôn. Cái cây chỗ này nãy nó ngập luôn nè. Bây giờ nước rút bớt thì rồi thì mình sẽ đi thăm câu nè. Rồi lưỡi nào không dính thì mình cuốn mang về luôn ha. Rồi giờ mình bắt đầu đi thôi ha. Lần thấy dấu chân nè. Mình đi trong đây ra ta. Thấy không? Ê, cái này mình quay lại đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa, không đi theo dấu chân hồi là lạc mất tiêu lưới câu chân luôn. Đây nè, dấu chân của mình nè. Ơi trời ơi. Rồi bây giờ lần theo dấu thằng câu. Qua đây nè, nãy mình đi đường bên kia. Quá cái con lạc này. Ê, đó. Thẳng vô.
Chỗ này mình thấy chín cá nha mọi người. Ồ, cá bự. Đây, con đầu tiên nha. Quá đã mọi người. Thì mình thấy có dính cá nữa nè. Ôi trời ơi, đã phê chưa. Cái hang này mình thấy dây căng quá mọi người. Nè, để coi nó đi. À đây 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 đây. Em thò lồi đây. Tắm cái coi. Đó. Cá này bự ha. Quá trời đã luôn rồi. Dính nữa rồi, chỉ là được 3 con rồi đó. Hàng trong đó dính cá nữa mọi người, để mình chui vô mình bắt. Quá đã. Bây giờ mình sẽ thăm hết trơn nha mọi người. 13 lưỡi câu thì mình dính được 5 con. 5 con bự bự không à. Nè. Đó. Thì mình chiều nay sẽ về làm món thòi lòi nướng muối ớt nha. Mọi người cùng chờ đợi để thưởng thức cái thòi lòi nướng muối ớt về với tụi mình nha mọi người. Bây giờ là buổi chiều nha mọi người, thì có mấy cá mình làm sạch hết đây nè, 5 con ha, thì mình sẽ trộn với muối ớt đây. Thì đây cá mình cho vô cái thau đó rồi. Ý trời trời, cái gì trộn muối ớt vô. Đó ha, rồi mình trộn muối ớt, mình sẽ ướp nó khoảng 15 phút 20 phút gì đó. Rồi ngoài sau mình cũng đang đốt lửa rồi. Lửa nó cháy thành than là vừa luôn rồi đó. Đó, ốp nó. Đó, ốp vô muối ớt nha, trộn cái đều vô. Có mấy con nó chưa chết gì. Ở đây mình đốt than mọi người, thì mình sẽ tận dụng mấy cái mo dừa ha mọi người. Cái mo dừa với cái vỏ dừa khô nè, tận dụng đó. Nó cháy rất là tốt luôn. Với lại nó không có ít khói, ít bụi nữa. Cháy rất là ít bụi. Mình sẽ tận dụng nó và cho nó cháy thành than để mà nướng cá. Bây giờ nướng nãy giờ cá đã chín rồi nha mọi người. Đó, ngon ghê chưa. Nè. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy nó xuống cái dĩa rồi ăn nha. Quá đã luôn. Đĩa cá thòi lòi nướng muối ớt đã xong nha mọi người. Rất là thơm luôn. Bây giờ mình sẽ thử thưởng thức một con nha. Đây mình sẽ để nó xuống, mình sẽ lấy một con. Mời cả nhà thưởng thức cùng mình nha. Đây là thành quả sau một nguyên một buổi trưa đó mọi người. Trời nắng chang chang luôn, loại gừng ngập mặn mà sâu thì nhiều kinh khủng. Thành quả được mấy con này mình sẽ ăn nha, cả nhà thưởng thức cùng mình nha. Cái thịt nó cực kỳ dai luôn. Ngon. Mọi người nhớ cho Chai Làng Miền Tây xin một lượt đăng ký kênh cũng như một lượt yêu thích nha mọi người. Tạm biệt mọi người nha.